Như vậy là 6 cây rồi. Cây thứ 7. Cây thứ 7 vành 10 các bác ơi. Vành 10 nhé. Đấy, anh em nhìn kỹ cái chân bệ giúp mình. Chân này sẽ chia thành 3 thân. Về anh em lọc một chút. Bởi vì cây có dữ liệu hết rồi. Cây đầy đủ dữ liệu. Cây này thoát bóng tổng cao của nó là đây này. 50. 50 và đến cái cốt. Đây, cái cốt đây các bạn nhìn cốt cành này là đi 27 đến đúng điểm này 27. Rồi máy mình chuẩn bị hết pin. Thế thì cái cách để các bạn đặt hàng như sau. Khi các bạn xem được video đến đoạn này thì các bạn cho dừng lại video, sau đấy các bạn chụp màn hình. Các bạn đánh dấu vào tôi. Gửi vào Zalo rồi. 0971286303.